trồng hồng lên mộ của những con cá nè. Hai cá koi và em Gurami đã vĩnh biệt trần gian vì bị sốt huyết, gọi là gì rồi nhỉ, viral hemorrhagic septicemia. Tội ghê nơi, may they rest in peace. Bên đây vừa mới trồng xong nè. Cái này là những con gì đây? Một con hồng hả anh? Trên đây là một con koi ở đây. Còn cái ổ này á thì là hai, một con koi, một con gurami. Đây. Hồng này mình tự chiết, không phải mình mà là ông xã tự chiết từ trên cây hồng. Chiết được bao lâu rồi anh? Chiết được 1 tháng rồi mà nó ra những cái rễ này. Đấy. Nhà mình hiện tại bây giờ là có khoảng bao nhiêu cây? Chừng maximum có thể từ cây lớn cây nhỏ chắc không phải 70 mấy cây anh nhỉ? Never tell. Thì gỡ ra rất là cẩn thận tại cái đất á nó bó vào cái thân cây. Và mình không muốn cho cái rễ nó bị đứt, đúng không? Đấy, mình thấy rễ màu trắng nè. Cái này ra nhiều rễ. Quá trời rễ luôn. Rễ là một cái trắng trắng đó. Cho các bạn biết. Hôm nay là hồng gì anh? Đúng rồi, em. Chúng ta đã màu đỏ hả? Không phải là Hope for Humanity hả? Đúng. Nhưng mà cái màu hồng này nó last long lắm phải không? Ừ. Mà thơm nữa. Đấy. Đây. Còn đất này á, dưới đất là koi này, là gurami này, cá tay tường, cá koi, cá ta tường. Cá tay tường cũng khoảng mấy ký đó, mấy ký quên rồi anh ha. 5 ký con cá tay tường to bằng 5 ký á. Mà bao nhiêu tuổi anh? 10 tuổi. 10 tuổi con cá tay tường, 10 tuổi to bằng 5 ký, chôn được chôn ở dưới đây. Còn cá koi ấy, thì tháng 10, ngày 5 tháng 10 được 2 năm. Cá koi thì nó dài hơn 1 gang một tí thôi, hơn 1 gang tay một tí thôi. Hôm qua nó con cá koi nó chết mà trời ơi, lòng nó buồn ơi là buồn luôn á, khóc luôn nè. Tại cá đó rất là cá tính, cá đó nó biết nhận người, nó biết buồn biết vui.
rồi biết vẫy đuôi, nó giống như là con chó con ấy, chỉ tôi không nói thôi nhưng cái nó có biểu cảm rất là thân thiện. Đây đấy, sau đó thì em được chôn ở góc hồng vườn sau nhà, làm hai góc hồng đây nhá, cho coi này. Đấy, cửa ra đằng sau là một cái hồ, bên cạnh là có raspberry và đó là hồng. Cái này là vườn ươm hồng. Và sau đó hồng toàn là hồng. Hồng vừa nở 2 lần rồi. Hình như 2-3 lần nở rồi. Nên bây giờ chỉ còn có nụ không à. Nhưng mà sẽ nở một đợt nữa cho tới trước khi mùa thu đến. Đây là cây lê. Rồi nó cứ từng chừng